変身。Hello hello, chào anh em, lại là mình Onika Buto Sama đây. Thì hôm trước đăng cái video giá bán Allen gầm thét rồi thì bây giờ nó đã sửa lại cái gầm thét. Thực ra là sửa được mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có thể là làm video và test thử lại cái gầm thét phiên bản mới siêu siêu hút máu nó sẽ như thế nào nhá. Thì cụ thể cái gầm thét nó sửa lại là cái gầm thét bây giờ khi mà bật lên nó sẽ búp cho mình là 10% sát thương gây ra 15% hút máu vật lý và 35% hút máu phép ấy. Nói chung là cực kỳ nhiều hút máu. Mà cái bui full dam của mình mà kết hợp với hút máu là anh không hiểu rồi đấy, là hút máu nó ghê gớm đến cỡ nào rồi đấy. Cộng thêm cái quả nội tại hồi máu của Alien 16 tầng nội tại nữa thì có vẻ là đáng để thử đấy. Trận đầu tiên đối đầu với Alien gầm thét đó chính là Charlotte. Thì anh em biết là cái kèo Charlotte này nếu mà đánh dài hơi thì không biết là bật gầm thét nên nó có ok la không. Mình bật luôn gầm thét này, hút máu anh em nhìn thấy cộng nhiều máu chưa. Nhưng mà thằng Charlotte hồi dồn đam rất kinh nhá, nó bộc phá trước luôn mà. Nên là anh em sẽ thấy là mình bị rút máu kinh. Nhưng mà đánh dài hơi thì chắc chắn là mình sẽ thắng thôi, bởi vì mình hồi máu rất là mạnh mà. Hồi sinh chạy ra thì thấy con Charlotte đã đứng rất là cao, ai già rất láo, dưới 4 phút bị giảm đam nhưng mà vẫn cố chạy ra đây làm cái gì không biết nữa. Mình chém cho tơi bời hoa lá, bây giờ chạy ngay. Ui, anh em nhìn thấy nó bị giảm đam nhưng mình nó xiên, nhưng mà nó xiên mình rất là thốn nhá. Bây giờ mình mới hồi lại gầm thét này. Do mới bắt đầu đánh combat thì nó dồn combo thì anh em thấy thốn là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà đánh dài hơi anh em đừng có sợ nhá. Nhìn thấy nó dồn đam vậy thôi nhưng anh em cứ bấm đánh thường, hãy tin tưởng vào cái lỗi tại hồi máu và hút máu của mình nhá. Đừng có sợ, cứ càng đánh dài hơi Alien càng mạnh và càng có lợi. Đối với cái giáo án build Alien gầm thét này thì cái chủ đạo vẫn là cái hút máu. Thế nên là bui làm sao mà chúng ta chém ra có đam để hút máu nó mới nhiều. Và thứ hai là bảo hiểm mạng sống. Thế nên là mình sẽ lên cho nó hai món đồ bảo hiểm mạng sống. Còn build của mình là build full dam là chắc chắn rồi. Sẽ có hai món bảo hiểm mạng sống, đó chính là liềm đoạt mệnh và thương khung kiếm. Đấy, trong quá trình mà anh em dạy và anh em chém hút máu thì bật có sẽ có hai cái đấy để bảo hiểm mạng sống cho anh em. Lúc anh em trâu hơn để hút máu ao nhây nhiều hơn. Đối với cái giáo án build Alien gầm thét này thì cái chủ đạo vẫn là cái hút máu. Thế nên là bui làm sao mà chúng ta chém ra có đam để hút máu nó mới nhiều. Và thứ hai là bảo hiểm mạng sống. Thế nên là mình sẽ lên cho nó hai món đồ bảo hiểm mạng sống. Còn build của mình là build full dam là chắc chắn rồi. Sẽ có hai món bảo hiểm mạng sống, đó chính là liềm đoạt mệnh và thương khung kiếm. Đấy, trong quá trình mà anh em dạy và anh em chém hút máu thì bật có sẽ có hai cái đấy để bảo hiểm mạng sống cho anh em. Lúc anh em trâu hơn để hút máu ao nhây nhiều hơn. Chú ý, hiện tại mình đang cầm bảng ngọc là 16% hút máu vật lý. Thế nên là mình sẽ di chuyển rất là chậm và mình đánh thực tế. Cơ bản là mình chạy khá là chậm và mình đánh nó đuổi mục tiêu nó cũng không ok la lắm. Nhược điểm của mình vẫn là cái tốc chạy trong quá trình mình chơi gầm thét. Thế nên là anh em có thể là bỏ hút máu vật lý đi và thay bằng cái ngọc tốc chạy. Hoặc là có một cách khác, nếu trong cái trường hợp mà team bạn mà có nhiều sát thương phép, hoặc là anh em sợ sát thương phép đi, thì anh em có thể thay thương khung kiếm bằng gươm Uri. Bởi vì gươm Uri sẽ búp cho anh em là 30% tốc chạy trong 5 giây khi mà anh em dưới 40% máu. Cái nội tại của cái gươm Uri đấy sẽ búp cho anh em là giáp 2000 giáp phép và 30% tốc chạy và 35 khoảng độ 25% kháng hiệu ứng. Cũng khá là ngon đối với anh em nào mà cần tốc chạy với cả các bạn cũng nhiều sát thương phép. Với cả còn thêm một cái nội tại nữa là đánh thường sẽ được tăng 10% tốc chạy. Mỗi đòn đánh thường sẽ được tăng 10% tốc chạy. Nó giống cái nội tại của cái phức hợp kiếm đấy. Thế nên là cái gươm Uri sẽ búp cực nhiều tốc chạy nên là sẽ bù được cái chỉ số tốc chạy đó. Nhưng mà sau khi mình chơi cái giáo án gầm thét này ấy, thì mình có một chút sửa đổi là về sau mình sẽ thay đổi cái ngọc 16% hút máu vật lý đi và thay bằng 10 viên tốc đánh tốc chạy. Bởi vì mình nó chạy chậm quá, với cả hút máu mình cũng không cần phải nhiều quá nhiều máu làm gì cả. Mình sẽ lên quỷ kiếm là 25% hút máu toàn năng, là thêm 20% của tất cả hai loại hút máu rồi. Với cả cái gầm thét búp tận 15% hút máu vật lý với cả hơn 30% hút máu phép là cũng ổn nào rồi. Cũng không cần quá là căng thẳng nhiều làm gì cả. Tốc chạy của mình nó cũng khá là yếu nên thôi mình sẽ sửa lại ngọc là 10 viên tốc đánh tốc chạy thay cho 10 viên hút máu phép, hút máu vật lý nhá. À và thêm một cái nhược điểm nữa, mà cái nhược điểm này chỉ là do vấn đề của mình thôi. Đó chính là mình hôm nay mình chơi giáo án Alien gầm thét mình bị hụt chí mạng hơi nhiều anh em ạ. Mặc dù là bui gầm thét với bui cải tiến đều lên hai đồ chí mạng như nhau nhưng mà mình chơi mình bị kiểu bị hụt chí mạng nhiều quá ấy. Thế nên anh em nào đã quen đánh thuần full dam như mình rồi thì lên ba món đồ chí mạng nhá. Sau video này mình chơi thực chiến Alien gầm thét thì mình đánh giá là
cái bổ trợ này nó cũng ok đấy, chứ không phải là phế phẩm gì đâu. Nó rất hợp với cái lối chơi siêu hút máu cũng ok la. Thế nên là sẽ rất thích hợp đối với tem bạn, tem địch mà rất là kén người lên cái đồ truy hồn. Ví dụ có những cái con top với cả con mid mà nó lười lên cái truy hồn ấy, thì anh em chơi cái build này nó cũng lợi phết. Ví dụ mình gặp nhá, thì thấy là con Liliana, con Liliana thì thường là nó toàn đóng full phép thôi, full đam phép, chứ nó rất là kén lên cái kiếm truy hồn. Với cả cũng có một số con nữa nó cũng không lên, cũng không chăm lên cái sách truy hồn lắm. Con đi đường top thì mình thấy là có con Floor này, con Zuka này. Zuka thì cũng 50-50, nhưng mà cũng có một vài đứa đi top nó cũng lười lên truy hồn ấy, nên là anh em có thể tận dụng được. Mà kể cả có lên truy hồn ấy, thì cái giảm 40% của cái kiếm truy hồn này đối với cái Bui Allen gầm thét nó cũng không đáng là bao. Ví dụ mà nếu anh em lên quỷ kiếm với cả cái gầm bật gầm thét lên rồi ấy, thì anh em sẽ có tổng cộng là 55% hút máu phép, thì giảm đi 40% của cái đồ truy hồn đi rồi, thì anh em sẽ được nhận khoảng độ là 23-25% hút máu phép. Thì nó cũng ok la phết, chứ không phải là thấp đâu. Bị giảm mà còn 25% hút máu thế là cũng nhiều đấy, không phải ít đâu. Tập tiếp theo của tôi test giáo án thì mình vẫn đang chưa nghĩ ra một cái build gì để chia sẻ cho anh em cả. Nhớ bình luận ở phía dưới và đặt tên giáo án cho mình biết nhá. Nhớ xem video, bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Ngài Bọ. Bật chuông thông báo tất cả lên để khi nào Ngài Bọ like thì sẽ vào xem luôn. Ok.
Bye.